đây là cái màn bắn cua của bằng bảo này. Ủa, bay bay bay. Ê, bay gần hơn. Cái đọt chạm kìa. Rồi bay rồi, bay bỏ đi. À, đây là cuộc hành trình của bố anh em mình đang chuẩn bị đi săn nha mọi người. Thì hiện tại mấy anh em mình đang ở Càng Long cho chính. Mấy anh em mình đang đi săn mọi người. Phía sau mình là anh Ba Báo mọi người. Ba Báo với Bảo ỉa cho chính. Anh biết anh Bảo ỉa không ạ? Còn anh em mà biết tại sao ỉa thì qua kênh Tuấn Vào Vlog coi các bạn. Mấy anh em mình đi sang buổi chiều nay có gì hay không thì mấy anh em mình kiếm mồi thêm. Đây là xã tóc dài các bạn. Đây, xã tóc dài bà lóc. Tên xã tóc dài là phải gắn liền với mái tóc các bạn. Tóc của Sang dài như con gái vậy. Sang chở mình đi săn mấy lần thì cũng bị ghệ ghen đó các bạn. Nói Sang chơi PD. Mà Sang không PD các bạn, mà thằng ghệ của Sang PD. Tất cả là sáng nó đâu bê đi. Đúng. Giờ mấy anh em mình đang đi tiến ra ngoài Càng Long. Mấy anh em phát hiện con chó các bạn. Bắt đầu sau ca nhảy xuống bắt chó các bạn. Chưa qua qua 3 triệu rưỡi một con. Mấy anh em mình đảo đảo đi kiếm mồi. Wow. Có mấy năm mà thay đổi ghe cho này lên ghe có vật liệu xây dựng khỏi xin khỏi khỏi đó đủ ăn luôn á. Chào bình thường đấy, chào bình thường đấy, để ra ngoài nghe. Với kinh nghiệm 3 năm đi săn tu hú thì lúc nào mình cũng để ý trên dây điện nha các bạn. Cái cua này ở quê mình là cái cua này là nguy hiểm nhất. Người lạ là không biết ôm cua là sẽ đụng cho người kia. Cái này cũng thành từ chợ. Chút nữa mình đi ghé chợ các bạn. À, đây là một hàng Tết. Quả trời nước hiếm luôn các bạn. BT15 các bạn. Đó nhảy bông bông giả bông thiệt mà làm cô ha kiếm đất mấy tỷ. Xem phát hiện đường chim các bạn. Chim thì giúp phụ huynh rồi ơi. Ê, bậy cua rồi đi. Đây là bậy cua á. Nó bậy á. Thì nó bậy. Giờ mấy anh em mình đang đi ra ngoài nghĩa trang mà mấy anh em mình kiếm nấm. Ở đấy mình mua kia được rồi. Mua cho nhà thờ mà. Này mình có nấm. Kiếm nấm, kiếm nấm. Nghe chỗ nhà thờ, nghe chỗ đầu cầu 29 có nấm. Ngay nhà thờ 29 mới có nấm. Nè bà bán quần năm thứ đáng này nè. Kè nấm kìa. Rồi ở đây mình phát hiện nấm mà. Rồi qua sau chân mình lộ vậy, ủa này qua giả. Thử Hòa Lan. Mấy em phát hiện nấm các bạn. Ngoài nấm ra còn có bán cua nữa. Giờ mấy anh em ngồi lộ. Ê, xe. Ở đây ngay chỗ xí nghiệp Phú Vinh Sơ Dừa. Này có nấm như cái gì đây, cua như cái gì đây. Không. Nấm. Có con rồi vô đi, nấm bán sao chị? 80, 85. Thế nào?
70. Rồi, nhất là gì? Lấy nhiêu? Ký không? Ký đi. Ăn không? Không, cái này hỏi thử thôi. Cũng phải ra tiếp thôi. Dạ. Yeah. Rồi hay ghê rồi, bóc đúng ký luôn. Đúng 1 ký luôn. Cái nở đó nó rẻ hơn hả? Rồi được rồi. Cái này nè, sang 70. Thì mua nấm viền hồi làm món gì thì anh em sẽ được biết mình sẽ làm món gì. Mình sẽ dồn đúng với con gà mình nướng các bạn. Và càng lòng mình tính ra cũng đẹp chứ bộ. Quá đẹp. Có cá nuôi nữa kìa. Cá nuôi bự bự luôn. Vịt 50.000, 70.000 kìa. Nè cô nè. Hả? Em đi đâu? Thấy bạn mình mới chồng gái bạn. Vậy quá vậy. Vâng, cô Mỹ quê các bạn. Quê hương của tôi, quê hương của tôi. Gặp bà này bán tép, bà kêu ai, kêu anh đó nè. Hôm sau mình sẽ đầu tư thêm một chiếc vô lãi mà đi đây nè. Mình xăng. Càng Long thân yêu. Dừa. Mấy dừa sao bự như vậy? Mấy dừa này dưa tết á. Bây giờ đổ về Long An đổ về nhóm cho rồi đó. Số khu nghiệp đổ lên chứ. Dừa lên giá. Có than chưa? Có than luôn. Vậy là đốt củi nữa. Không có, mình mua thêm. Có sao đâu, ghé nghe. Nướng cho nó ngon nha. Yêu ơi, mấy sông biên gồng. Đây là một thành khu hành chính Càng Long nha các bạn. Hiện tại đang xây. Đó nè. Trung tâm hành chính. Ồ sao? Xe xứ anh nhưng mà thọ thì sao mà đầu hàng nữa bạn thọ sổ hai mươi ngàn khẩu tới cái cách phải không? Ủa đây buổi sáng trường ta. Oh yeah.
danh luôn. Mình ghé đây mua than các bạn nè, anh cái nè, trời ơi nhiêu vậy, ông mua hai bọc đi, lấy hai bọc luôn chị ơi, lấy bọc đó, hai bọc luôn đi, chợ thiếu nhiêu vậy, chứ hai con thiếu chắc luôn, rõ mình nướng mình nhớ không, mình nướng đây là Tết các bạn. VinFast à, lâu lâu mới thấy chữ VinFast. Nghe 155 kìa. À. Mua bản GC. 53 rồi về. Đây là ở chợ Bình Phú các bạn. Nhà chờ. Đền Vũ năm 2023 định. Bà con à. Đây có điện máy xanh các bạn. Điện máy xanh này họ bị đốt nè. Lìa mới lìa các bạn, lìa mát người luôn. Kia ba vô trong lùm nó bắn tôi hú. Hai bà con sau lưng mình nhỏ bắn, mình bắn cua xanh á. Thấy chiều chiều nó hay sắn rồi đó.